Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại. Địa chỉ của bên mình là số 606 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha. Trong fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Mọi người muốn xem ảnh chi tiết máy thì mọi người cứ nhắn tin qua fanpage hoặc là Zalo nha. Zalo thì hoặc là mọi người có thể gọi điện thoại trực tiếp với bên mình. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400, số thứ hai là 0608 748 nha. Hai số này thì mình đều xài Zalo. Thời gian làm việc là từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng và bên mình có ship code đi toàn quốc. Ở xa có nhu cầu mua thì cọc trước phí ship nha. Mọi thông tin chi tiết thì mình để dưới phần mô tả video nè. Mọi người chỉ cần kích video là sẽ ra đầy đủ tất cả các thông tin để cho mọi người tham khảo dễ mua hàng nha. Thì ngày nào thì bên mình cũng về được một số máy mới để giới thiệu tất cả anh em nha. Hôm nay thì mình giới thiệu cho anh em iPhone giá rẻ nha. Bên mình thì nói chung là nhập về iPhone thì mình khá là rẻ luôn. Oppo A53 nha, RAM 4128, pin 5000. Hôm nay giá rất là mềm luôn. A53. 1 triệu rưỡi nha, chỉ với giá 1 triệu rưỡi thôi. Con này thì mình cũng báo rõ cho mọi người là máy đã thay màn rồi nha. Mình bán giá này thì coi như bỏ màn luôn rồi. 1 triệu rưỡi thôi, RAM 4 của như trong 128. A55 mình cũng bán với giá 1 triệu rưỡi luôn. Con này cũng thay màn rồi nha. Khá là mềm luôn. RAM 4 của như trong 64, pin 5000. Camera chính 50 chấm nha. Mọi chức năng là full hết nha mọi người. Full hết. Xiaomi Redmi Note 8, tới thời điểm này kiếm một cây Redmi Note 8 đẹp như này rất là hiếm luôn, chạy chip Snapdragon 665. Con này pin hình như là 4000 đó. Màn hình Full HD. Camera con này là 48 chấm. Này. Khá đẹp nha. RAM 4 của như trong 128 GB. Cái này thì bên mình đang bán với giá chỉ có 1 triệu 8 thôi nha, 1 triệu 8. Hơn một cũ thì mọi người có thể lựa chọn mấy cái này. Và mình có thêm cho mọi người con này Vivo i20s, RAM 4 của như trong 64, máy rất là đẹp nha, rất là đẹp. 1 triệu 7 nha, 1 triệu 7 thôi. Hơn hai củ rưỡi thì mọi người có thể chọn con này nè, OnePlus Nord 10 5G nha, RAM 6 128, chip 690 5G. A16 RAM 3 bộ như trong 32 GB, 1 triệu 8 luôn nha. A16 thì mình cũng còn được vài cây Realme 11 5G nha, thì mình cũng thanh lý cho mọi người với giá là 3 triệu 4 nha. Realme 11 5G có vài cây thôi, anh em nào nhanh tay chốt thì có nha. Realme V50 mình cũng còn được 2 cây, mình thanh lý cho mọi người luôn với giá là 3 triệu nha, 2 triệu 9 nha, thanh lý 2 triệu 9. Con này là con bản Naruto, con Realme GTNEO 3 nha, bản Naruto, giá khá rẻ thôi. Con này thì máy ra ép kính rồi, nói chung này nhìn còn rất là đẹp. Mình thì mình báo rõ tình trạng cho anh em dễ mua thôi. Giá 3 triệu rưỡi, chip Dimensity 8001, kích thước màn hình là 6.7, RAM 12, còn nhớ 256 GB, phiên bản đặc biệt luôn, giá mềm cho mọi người luôn. Realme C55 phiên bản RAM cao nha, RAM 8 bộ nhớ 256 GB, chip Helio G88. Máy đẹp keng như mới luôn. 2 triệu 9 nha. Xiaomi 13T phiên bản RAM phiên bản bộ nhớ 512 GB luôn, RAM con này 12 GB, chip Dimensity là 9200 nha. Con này thì camera Leica khá là đẹp nha. Đây, 9200 cộng. Viền màn hình của con này thì giờ nó làm rất là mỏng và tần số quét là 120Hz rồi. Camera thì của Leica thì mọi người nói biết rồi, khả năng chụp hình nó rất là đẹp nha. Con này thì bên mình bán chỉ với giá là 9 triệu rưỡi nha. Vivo V29 5G 6 triệu rưỡi nha, bản từ tháng 1 2025 luôn, 6 triệu rưỡi. Tecno Bova 4 Pro nha, RAM 8 bộ nhớ trong là 256 GB, hôm nay mình thanh lý cho mọi người với giá là 3 triệu mốt nha, 3 triệu mốt. Xiaomi 13 RAM 8 128, 8 triệu mốt nha. Mi 13 máy rất là đẹp, một con máy cao cấp xứng đáng luôn nha. Viền đồ nó thiết kế rất là đẹp, camera Leica.
Samsung S22 Ultra, một SIM RAM 12 256 nha, 11,3 triệu. Rồi mình hôm nay mình cũng còn một cây duy nhất là cây Ulefone Amor 24 nha, 5,6 triệu nha. Và mình còn một cây Juni tăng 1 nha, anh em nào có nhu cầu thì sưu tầm thì mua nha, giá khá là rẻ rồi, chỉ có 5,6 triệu và cây kia 5,5 triệu nha. Còn mỗi thứ một cây à, anh em nhanh tay thì mới còn nha. Sony Xperia 1 Mark 3 RAM 12 256, máy đẹp nha, 5,9 triệu nha. Máy rất là đẹp luôn, 5,9 triệu nha. Hôm nay thì mình về được một cây iPhone 15 rất là đẹp nha. Con 15 thì giờ viền màn hình của nó cũng đã giống như con 15 Pro Max rồi, màn hình viên thuốc này khá đẹp nha. Con này cầm vô nhìn vừa vặn luôn nha, vừa vặn luôn. Giá hơn 15 cũ thôi, 15 cũ 5. Bản này bản 2 SIM, pin 100. Màu đẹp lắm nha mọi người. Máy kèn 99% iPhone 15 nha. Tiếp theo thì anh em nào có nhu cầu sưu tầm máy mà siêu bền độc lạ thì mọi người nhanh tay nha. Hôm nay thì mình chỉ còn được hai cây thôi, hết hàng luôn rồi. Cây này thì khung viền bằng thép và được gia cố bằng một lớp cao su nên nó có khả năng kháng nước, kháng bụi, kháng và đập cực kỳ tốt luôn. RAM là 12 GB, bộ nhớ 256 GB và viên pin lên đến 22.000, và có một cái cụm đèn LED này để hỗ trợ mọi người có thể chiếu sáng vào điều kiện mà môi trường thiếu sáng thì mọi người có thể xài nha. Rất là sáng luôn, rất là sáng luôn. Với viên pin này thì mọi người xài đâu đó khoảng tầm 5 ngày, 2 SIM 2 sóng, máy rất là đẹp luôn. Bản này là bản quốc tế nha. Ulefone Amor 24, máy mới đang 10 cũ, bên mình bán chỉ có lăn quanh hơn 5 cũ một xíu thôi. TCL, đây thương hiệu này mọi người chỉ nghe tới TV là nhiều, nhưng hiện tại có điện thoại luôn nè. Một cái máy rất là đẹp, cây này là cây TCL 40C nha, máy mới nó cũng khá là cao. Bên mình bán cái này chỉ có 2 triệu thôi nha. Màn hình là HD, RAM 8GB, RAM 4GB, bộ nhớ trong cộng 128 và cộng thêm được 4GB bộ nhớ ảo nữa. Con này thì mọi người có thể lướt web, Facebook, YouTube đồ thoải mái nha, giá cũng mềm. Ngoại hình đẹp chín chín nha. Samsung Galaxy S20 FE 3,350,000 thôi, RAM 6 128 GB, đây phiên bản hàng. Ngoại hình tổng thể nó hơi trầy xíu nha, giá nó thì mềm lắm rồi, màn hình OLED 2,5 triệu thôi. Mọi người có RAM 8, bộ nhớ 256, chip Dimensity 810 nha. Đây là cái Oppo A77s bản quốc tế nha, hai SIM. Màn khá đẹp, camera con này cũng khá là ngon nha. Camera nó còn dán thì nó hơi mờ nha. Mình lột ra luôn. Máy kèn 99% nha. Đây. Sáng đẹp liền ngay tức nha. RAM 8 256 2,5 triệu nha. Mà con này thì mình có hai màu. Đây. Mấy cây này mình nói thật sự với mọi người, máy zin như thế này mình nhập vô cũng không có giá đó nữa. Hôm nay mình thâu được khá là rẻ. Chứ còn bây giờ nhập sỉ con này nó đã vào tới 2 triệu mấy rồi, 2 triệu 7 rồi. Bán bằng giá sỉ luôn. Hai cũ. Mọi người có RAM 4 128, camera 50 chấm nha. Con này là con Vivo Y21S nha, Y21S 2 triệu nha. Và mình có cái bản RAM 6 nữa. RAM 6 bộ nhớ trong 128 GB, 2,1 triệu thôi nha, khá rẻ. Con này pin 5000, camera 50 chấm, 2 SIM 2 sóng, hàng chính hãng nha, hàng chính hãng. Ngoại hình này nó hơi chạy tầm 97-98 nha. Realme 10 RAM 8 bộ nhớ 256 GB, con này camera 50 chấm, có cái màn hình rất là đẹp luôn. Đây, màn hình OLED này, màu sắc đẹp lắm luôn nha mọi người. Máy đẹp kèn 99%, chip Helio G99, con chip này thì mình rất là mạnh nha, mọi người chiến game ngon, cực kỳ ngon luôn. PUBG rồi cũng khá là ổn luôn nha. Camera 50 chấm,
pin 5000, RAM 8256, 3.450.000 thôi nha. Oppo A38 nha. Con này của bạn quốc tế luôn, 2.500.000 thôi, rẻ bèo luôn nha. Helio G85, RAM 8, bộ nhớ 256GB. Quá rẻ luôn nha mọi người. Cam chụp hình cũng ngon lắm luôn nha. Đây, cam chụp rất là đẹp. Anh em nào muốn selfie hay gì mua mấy con này nè, mã quốc tế sẽ được hai SIM đầy đủ tiếng Việt nha. Samsung Galaxy A90 5G, con này thì RAM sẽ là 6128, chip 855, màn hình OLED nha. Ngoại hình đẹp nè, ngoại hình còn khá đẹp. Giá bán là 2.850.000 thôi nha. Tiếp theo có một cái máy thanh lý cho mọi người nữa. Đây, cái Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Con này mà nó có một cái chấm nè. Con này mình thanh lý anh em qua test được rồi lấy nha, chỉ hơn 3 đồng thôi, 3.400.000 nha. Đây, ngoại hình nó cũng xấu nha. Đây, cơ gập thì còn rất là ngon, ngoại hình xấu. Đây là phiên bản hàng. Bản hàng được cái bộ nhớ khá là cao, 256GB và RAM 8GB. Camera của Samsung thì mọi người khỏi phải nói luôn, cực kỳ nét, quay phim chống rung rất là tốt luôn nha. Anh em nào muốn chụp hình quay phim mua này nè, giá mềm bèo à. Những cái này thì mình thanh lý cho mọi người nha. Một cây máy màn hình cong hơn 6 đồng xíu. Cây này là cây OnePlus ACE2, RAM sẽ là 8 RAM 12GB, bộ nhớ 256, chip 8 cộng Gen 1 nha. Màn hình 6.74 inch, giá bán là 6 triệu 8 thôi, 6 triệu 8. Máy đẹp keng 99% như thế này, rất là keng luôn nha. Oppo đẹp lắm nha mọi người. Con này là Oppo Reno 10 nha. Reno 10 chạy, con này Reno 10 778 5G luôn, RAM 12 5, bộ nhớ 512GB. Con này hình như là Reno 10 Pro nha mọi người, Reno Pro 10 Pro. Giá rẻ thôi. Con này là bản sách tay nha, Reno 10 Pro. RAM là 12, bộ nhớ 512GB luôn, chip 778. Giá bán của bên mình chỉ có 6 triệu 2 thôi nha, 6 triệu 2, khá là rẻ cho anh em trải nghiệm nha. Google Pixel 6 nha, RAM 8128 màu đen, máy đẹp 98% nha, còn khá là keng luôn. Màu này cực kỳ dị nha mọi người. Cái lưng chứ cái trên này nó khác nhau nè, máy zin nha. Màn cũng khá là to, máy rất là đẹp, 4.500.000 nha. Samsung S21 lớp 1 SIM bản 256GB. Ngoại hình thì tầm 97 nha. 5.550.000 nha. Con này khá là đẹp. Note 20 Ultra phiên bản Mỹ, RAM 12 128, giờ rẻ quá trời luôn, 7.150.000 nha, 7.150.000 thôi. S22 Ultra S21 Ultra chứ, cái này S21 Ultra giá chỉ có 6.850.000 nè. À, khá là mềm, viền thì nó hơi trầy xíu nha. Mình có máy đẹp nữa, máy đẹp 7.700.000 nha, S21 Ultra. Samsung Galaxy Note 10 Plus 2 SIM, RAM 8128, 3.950.000. Samsung Galaxy Note 20 5G 1 SIM 5.150.000 nha. Note 10 Plus 5 triệu thôi, RAM 12, bộ nhớ 256GB luôn. Máy đẹp 98 nha, chỉ có năm cũ. Vivo U10 RAM con này thì sẽ là 4, bộ nhớ trong là 64GB, chip 665, pin 5000. Con này thì nói chung là anh em có thể chiến được game ok vừa vừa được. Cái này thì giá bán của bên mình sẽ là
1 triệu 650.000 nha. 1.650. Oppo A96 RAM 8 GB, hình như 128 nha. 2.950.000, pin 5.000, màn hình 6.59, RAM 8 128, chip 685. iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Max. Bản 256 GB. 6 triệu 2 nha, máy đẹp, pin 100, màu trắng, máy còn rất là đẹp luôn nha. Chuẩn. Con này là con Xiaomi 11 Pro. Chỉ còn có 4 triệu 9 thôi, RAM 8 256, camera 50 chấm, Mi 11 Pro nè, màn hình khá là to. Oppo Reno 10 5G bản 256 GB nha. 5 triệu 650 nghìn. Samsung Galaxy S22 Ultra đẹp 99. Con này mã hàng một SIM nha. Mã hàng này thì cấu hình khá là cao nha. RAM 12 256 GB. Máy còn rất là đẹp nha. Giá bán của bên mình là 11 triệu 350 nghìn thôi. 11 350. K40 Gaming ra 12 128. 3 triệu 950 nghìn. K40 Gaming giờ giá rất mềm. iPhone 13 Pro Max. 128 GB. Pin 88 nha. Cây này giá bán là 14 triệu, 13 Pro Max chỉ có 14 triệu nha, máy đẹp. Realme 10 Pro LED nha. Ngoài nó hơi trầy. RAM 8 128. Trong tầm giá hơn 3 củ lấy con này xài ngon nè. Màn hình OLED. Màn hình cong luôn. Chip Dimensity là 1080, màn hình 6.7, pin 5000, RAM 8 bản 128 GB, bản RAM 8 GB nha. Con này có bản 56 nữa, 3 triệu rưỡi nha. 12 Pro Max 128 GB phiên bản Mỹ nha. Giá hôm nay mềm mại nè, 12 triệu 12 Pro Max. Anh em là chịu trái thì có thể mua con này nha. Con này là con iPhone 8 Plus 64 GB, máy bypass nha, bypass rồi, máy bypass nha, nó hơi viền, nó hơi cắn, giá rất là rẻ, 1.900.000 nha, 8 lớp máy bypass, sim đủ ok hết á. Oppo A73 5G. Máy con này zin đẹp nha. RAM 8, chip 720. Bộ nhớ 128 GB nha. 2 triệu 350 nghìn. 2350. Samsung Galaxy A73 5G. Máy ngoại hình đẹp 98 nha. 98. Con này giá bán là 4 triệu 650 nghìn nha. 4650. Samsung A03. Con này RAM 3 GB, cũng như trong 32. Triệu rưỡi nha, triệu rưỡi thôi. Vivo V19. Ui con này màn đẹp lắm nha mọi người. V29 hay sao? Con này V29. V19 chứ. Con này RAM 8 128, chip NAP 712 nha.
Cam đẹp lắm luôn nha, khá đẹp luôn. Màn hình OLED mà, RAM 8 GB. Giá bán của bên mình là 2,8 triệu nha, 2,8 triệu thôi. iPhone 11 Pro Max giá vừa mềm mại lắm luôn rồi, 11 Pro Max giờ khá là rẻ, bên mình chỉ từ 7 triệu 2 thôi. Con này bán 256 GB, cái này hơi trầy trầy nha. Giá pin 96 luôn, thanh lý cho mọi người luôn nha, giá là 8 triệu thôi, 11 Pro Max nha. Oppo A2X 5G máy mới nha. Con này thì chạy chip Dimensity là 6020 này. Phụ kiện là sạc 33W nha. A2X 5G này, lưng khá là đẹp nha. RAM 6 của như trong 128 GB, màn hình cũng khá là đẹp. Máy new luôn. Giá bán của bên mình là máy new như thế này thì giá bán là 3 triệu nha. Có mấy cây à? Cái này có 1 cây 2 cây à? Không có hàng đâu. Oppo A2X 5G nha. Và mình có thêm A2M 5G nữa. Này. A2M 5G. Đây, A2M 5G khá đẹp nha. Con này nó cũng cùng cấu hình với con kia thôi. Giá bán nó cũng ngang nhau luôn, 6020. RAM 6 128 luôn. 3 triệu nha. Máy mới, đây là máy mới nha mọi người. Máy mới. Một lô, hôm nay mình về được một lô siêu phẩm cực kỳ bền. Những cái máy này là cái máy theo tiêu chuẩn của quân đội Mỹ nha. Nó kháng nước, kháng bụi, kháng va đập cực kỳ tốt luôn. Cây này thì viên pin cực kỳ trâu bò. Đây là cây Ulefone AMO24 nha. Máy mới con này hiện tại là hình như là hơn 10 cũ á, nhưng mà máy cũ của máy này thì cũng lay new, máy lay new, máy này cũng gọi là máy mới mà không có hợp thôi. Bên mình bán chỉ có hơn năm cũ thôi. Đây là phiên bản RAM 12, bộ nhớ trong là 256 GB, màn hình của những cái này khá là đẹp luôn nha. Đây, pin cực kỳ trâu bò với pin pin 22.000, xài thoải mái phải tầm năm hơn 5 ngày nha. RAM con này là 12 bộ nhớ 256 GB, có cái đèn LED rất là to hỗ trợ cho mọi người trong, nếu mà nhà cúp điện thì mọi người có thể soi đèn, hay là những môi trường tối mọi người có thể soi đèn được nha. Chỉ với giá 5 triệu 6 thôi. Một cây máy Junihead tăng 1 nha. Con này thì RAM 8 bộ nhớ 256 GB, cũng có một cái đèn LED rất là to. Máy đẹp keng luôn. Con này cũng là một cái máy siêu bền, chống va đập tốt nha. IP68 nha. Ngâm nước đồ thoải mái, những mọi người có thể đi tắm biển hay gì, quay phim chụp hình dưới biển thoải mái luôn. Mấy con này nó cực kỳ bền và rơi rớt rồi nó cũng khỏi lo hư nha. Tại nó này nó có những cái ron cao su này để chống cái rơi rớt cực kỳ tốt. Đây, Junihead tăng 1 nha. Bên mình bán chỉ có 5 triệu rưỡi thôi, còn một cây duy nhất nha. Một cây duy nhất thôi, không có hàng nữa nha. Anh em nào có nhu cầu thì inbox đi. Tại vì cây này máy mới cũng còn khá cao luôn. King Kong Star nha. Con này có cái mà có cái đồng hồ sau khá là đẹp luôn. King Kong Star RAM 12 256 nha. Ôi, nó có cái la bàn nữa nè. Hỗ trợ mấy cái này. Ôi, cái đèn cái cam màn hình sau cũng là màn hình cảm ứng luôn. Cực kỳ tiện dụng. Camera con này thì khá là đẹp luôn, chỉ có giá hơn năm cũ á, 5 triệu 6 nha. Ulefone Amo 22. Con này mọi người nhìn nó hầm hố không? Đẹp quá trời luôn. Những cái này thì mọi người xài rơi rớt được cũng không có lo nha, nó không bể nữa đâu, không bể nữa. Cái viền nó gia cố cực kỳ chắc chắn. Những cái này là vật liệu bền không à, cao su không nha mọi người. Còn những con này thì kháng nước, kháng bụi và va đập hỗ trợ, nói chung là nó chống va đập rất là tốt luôn để anh em xài. Chỉ hơn 4 củ thôi mọi người có thể trải nghiệm được con này nè. RAM sẽ là 8 GB 128. Mà hình con này khá đẹp nha. Và nó có những cái này nó có nhiều cái tính năng rất là hay luôn mà mình thì mình chưa có tìm hiểu hết, mọi người có thể về mà trải nghiệm nha. Con này thì cũng khá là nhẹ, pin đâu đó cũng rơi vào 10.000 nha, pin rất là trâu.
giao diện rất là mượt luôn nha, những cái này cực kỳ mượt luôn. Con này là con Hot Quad KBX nha, RAM là 8, bộ nhớ 256 GB, máy đẹp 99, thiết kế khá đẹp nha, 4 triệu tư nha. Con này là con Black View BV8009 nha, RAM 8 256 GB, máy mới thì đâu đó vẫn hơn 7 cũ nha, thì mình bán chỉ có 4 cũ mốt thôi. Con này thì RAM sẽ là 8, một bộ nhớ 256 GB, tha hồ lưu trữ rồi. Những cái này thì đây, cái ron này là ron bằng cao su nha, rất là bền luôn, kháng nước kháng bụi kháng va đập cực kỳ tốt nha. Rồi mọi người có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại thì mọi người cứ inbox bên mình nha, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người nha. Anh em nào coi video thì có thể like share chia sẻ ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ. À.